mọi người thấy cái vị mặc áo nâu áo đỏ đó, thì bà Khánh cũng đã nói trong video đó, vì đó cũng không phải là bình thường cho mọi người đó, vì đó là chủ đàn cúng tế đó mọi người rồi đó, vì đó là dạy như là có người bề trên phù hộ đấy mọi người mới cúng được. Thì thổ cũng là mười xa mười gần, xa nghe còn thấy vứt bóng vô hình, cây cao bóng cả. Thổ về nơi chốn chốn nơi cũng là cầu xin đạo lộ, đổ hộ cho con rồng đi an về an, thanh an ba, về an chốn muôn làm muôn lối. Cầu xin bình an đêm tối cho đến nhật ngày đi ngang về vọng ở nơi chốn mong tròn. Cầu sâu cầu cạn, cầu xin thổ về bãi đạn, thanh về bãi sâu cho con hồng tròn, thanh khách rõ thua, nhật bẩm. Thảo về điên xin nói về điên, bất tình trọng thể, cú cho bá tánh thập phương an đàn, an lối, và đạo là nơi, và đạo là nhà. Con tròn, cầu xin tiện độ hộ cho con tròn tai va nạn khỏi, cầu xin mưa thuận vớ và thảo về nhật. Thả thiền cũng cầu xin bậc mẫu cầu cha cầm về, hoàng thiên hộ thổ, chứng độ muôn nơi, an lành muôn chốn. Thảo về đối nhật bậc trân, hàng đệ tử, bốn đạo và mẫu hồng thành tâm, lạnh lẽ tôn nghiêm, cũng là rõ trình lưới về lễ kính sau. Thảo về cũng là nhật, lễ thả thuyền cầu xin và cầu thưa, đảo lộ đường xá. Thảo về thông cầu, thảo về thông thủy, nối về Đông Hải Long Vương. Đại thần làm việc đúng cung, đại sản cung nối về thuy cung, lai khách về trầu thể. Thanh về mượn sắc về phòng thảo về sắc nữ nối về hoa bùi. Rõ trình, rõ mập, rõ kính, rõ kính, rõ sinh, rõ dực, rõ trăng, cầu xin lòng tin minh chứng. Thiên địa minh chứng, nghiêm lai rõ linh minh chứng, cầu thần minh chứng, cầu địa minh chứng, cầu chốn, cầu nôi đồng thanh minh chứng. Cầu xin về cung cao gọi cả, thương xin đến tam tòa thánh mẫu tam cõi hội đồng rõ chứng đồng tin rõ xuôi thanh hướng cầu tướng cầu thần vũ độ cho bá ba an lành cho bá tánh đại thành cung kính đại thần cung. Để chừng nào thả cái bè đó? Chuẩn bị thả, chuẩn bị thả chắc 15-20 phút nữa. Cảm ơn em nha. Dạ. Quay thích bà con, bà con ở phương xa tao thích xem mấy cái phong tục cúng này. Thích đúng không? Nếu mà có tin thì em mới nói, mà không tin thì em mới nói. Ý là sao? Ý là sao? Cái này là giống như là chuẩn bị mà có bẻo rồi vô gì á. Chuẩn bị cho có bẻo rồi vô á. Âm này là âm như ổng người biết chứ. Giống như là đoạn quay im, quay im. Ok, rồi. Ấy là có bẻo rồi vô á. Vừa tay á, nó có bẻo. Anh thấy là chuẩn bị có bẻo. Trên TV chuẩn bị nói có bẻo đúng không? Rồi âm xin xin cho dễ như bẻo đi. Đừng có bẻo hả? Từ khi cao ổng xuống xin là dễ cho mình thấy không có bẻo đúng không? Ông này là ông nào? Này ông... lâu rồi nha, là, mấy năm rồi đó. Là ông nào là ông nào? Ông rồi đỏ đỏ hết đó rồi. Là ông đó là ông đó mới là ông, nhưng mà khi mà ra rồi thì người ta là lên phụ nữ. Không biết chữ mà thấy ghê không? Tiếng Việt ông không, bé không biết tiếng Việt biết chữ. Đó, ghê đó. Cái đó là tin thì mới nói là tin đó. Quay con nào nha anh? Quay con nào thì biết ngỡ tụi em lên tụi em coi chứ tụi em dân Nha Trang hả? Dân Nha Trang mà để em nói nghe chứ tụi em mà đang cúng em này mà quay điện thoại là điện thoại nó hư. Quay điện thoại là điện thoại hư. Em bị một cái điện thoại hư. Nhưng mà anh quay thì không sao đúng không? Thì đó thì em không biết cái anh sai quay thì không sao. Còn nay tụi một bốn đạo của em tụi em mà quay điện thoại là hư. Cái đó là em cảnh báo trước. Còn mà nếu mà máy của anh thì em không biết nha. Nếu mà nó hư thì nó chỉ bị hư camera thôi. Không, nhưng mà ông vậy như này. Nó quay mà có ý tốt thì không sao, còn quay mà giống như là nói mà này nọ. Còn những người mà ta không tin á thì thôi Dương linh có mà. Vậy hả? Chỉ còn mà đó là đó là như vậy. Chỉ còn mà anh thấy mà chuẩn bị mưa là anh đi xuống đây là thấy có tụi em cũng cúng. Đó là vậy. Vậy, nhưng mà còn ngày nào thì em không có biết. Vậy như em nói là cái người bằng áo đỏ là đúng rồi, là chính sếp bình an á, sếp cũng đạo sếp cũng sếp. Nhưng mà vậy như là chức gì ông kêu bằng ông bằng cô. Ông rồi tức là bão sắp vô là mưa to gió lớn thì mình xin ra bình an đồ này nọ, mưa thuận gió hòa, mưa thuận gió hòa, không có bão rồi hay tàn đi chơi cũng muốn xét chứ đừng có vô mình đồ này nọ đó. Ok, thì cái này cũng cúng kết hợp, cúng các cô các bác rồi nữa đúng không? Rồi đúng rồi. Thì trước mình cúng sau này nhờ ta thì sau này mình cũng phải cho ta ăn vậy thôi. Rồi. Đó là như vậy thôi. Đó cái thuyền đó là trẻ cho được bà con bé tánh được bình an. Ok, rồi em. Mưa thuận gió hòa thôi chứ cao mình đâu có cúng gì đâu. Đó là mình xin cái cầu bình an vậy thôi. Cảm ơn em. Thập phương bé tánh xin giữa trời. Cảm ơn em. Đó thì nãy giờ mọi người cũng nghe một cái người em ở trong đoàn chia sẻ một vài thông tin với mọi người.
thì trên màn hình mọi người thấy có một bà cô, bà viết chữ Hán Nôm hay là chữ Tàu vậy mọi người, mình không biết được. Anh sẽ cố gắng nén lại quay đến cuối cái buổi lễ để mà cho mọi người xem. Bảo Khánh đã nói trong video là cái buổi lễ cúng này thì diễn ra từ lúc 3-4 giờ chiều mọi người ạ. Thì nếu mà kết thúc là 11 giờ đêm là tính ra là cũng là 7-8 tiếng đồng hồ mọi người ạ. Đó thì Phật hữu duyên hôm nay Bảo Khánh đi dạo đây thì Bảo Khánh thấy đoàn tổ chức cúng kiến đây thì mình rất là mong muốn quay đến cuối cái buổi lễ cúng này. Nhưng Bảo Khánh cũng xin nói thêm là cái buổi cúng này là mục đích là cúng để cho mưa thuận gió hòa, cầu cho bão lụt, bão lũ đừng có diễn ra. Thì như mọi người biết đó, thì bão lũ diễn ra thì sẽ làm cho mùa màng thất bát, thì sẽ có những cái tức là bão lũ xảy ra thì sẽ làm ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của người dân, rồi gây ra những cái thiệt hại về vật chất, tinh thần, rồi thì gây ra thiệt hại về sinh mạng của con người nữa, thì rất là đau khổ luôn. Thì được biết là cái buổi lễ cúng này có ý nghĩa là để mà cầu cho mưa thuận gió hòa, bão lũ ít xảy ra, không có xảy ra. Rồi cũng theo đó là cúng cho những cái các cô các bác, những hương linh, những vong linh đã mất nhưng mà đang còn có cơ hội vượng ở đường, ở chợ, ở sông, ở suối, ở biển, thì được cầu mong cho những cái hương hồn đó họ siêu thoát về thế giới cực lạc. Cái chiếc bè cuối này chuẩn bị thả tôi xong thì em có thể cho anh biết là cái mục đích của chiếc bè này thả tôi xong là để làm gì không ạ? Đó, như cầu cho bên em cầu về thôi. Thương bé tánh được trên thuyền, anh thấy không? Cái gạo, cái muối, cái trái cây, cái đầy đủ, giống như chơi có lương thực trên ghe trên thuyền để lên trên đây nè. Anh hiểu rồi, cảm ơn em. Năm nào cũng vậy chứ không cần năm nào, chứ còn mà ghi ra chung đại bẻo đài béo là chuẩn bị vô miền Trung hay vô mình về Nha Trang, nhất là vô Nha Trang cảm thấy được hay gì tình bẻo được thành đạo áp phích nhiệt tới hay là mưa to á thì mình chạy cho mưa thuận gió hòa vậy thôi, đơn giản vậy thôi chứ không có gì hết. Cảm ơn xin cho, không phải là xin cho riêng cho bổn đạt em mà đây là xin cho kẻ khác thập phương bên tánh luôn, cái này mẹ con luôn. Ui, với lại đi ghe đi ý là cúng mà xong rồi
Tám thẻ thiền nữa là buồn chứ sao, nãy nghe nói tới 11 giờ mới xong. Thì mọi người thì cái buổi lễ cúng này cũng là sắp xong rồi nè. Bây giờ người ta chia sẻ cái bè là bằng chuối này đã chơi xong, chơi biểu rồi nè. Thì mọi người thấy những cái đời sớ viết bằng thủy tàu, thủy hán rồi. Thì trên màn hình mọi người thấy một người mặc áo nâu đỏ đó mọi người. Thì vì đó thì theo chia sẻ của một người ở trong cái đoàn này thì nói vì đó là dạng như là có cái xác phàm đó mọi người. Dạng như là có cái xác đó mọi người. Thì mỗi lần nghe tin những cơn bão lũ lụt sắp đổ bộ vào Nha Trang hoặc vào Việt Nam thì mặc áo đỏ đỏ đó sẽ lập đàn cúng mọi người. Thì thực tế là cái xác người thường, cái xác người thường, nhưng mà thực tế là ở phía trong là một cái vị khác, vị khác nhập vào cái vị mặc áo đỏ này nè mà tổ chức cúng mọi người. Có phải Long Vương và Thủy Thần của cầu xin thẻ tiền để mưa thuận gió hòa cho các quốc bé tánh còn tiên được quét trắng lại ở Hồng Trần, chế đạo nào cũng đậm bình ép cầu xin cho tứ hèn đệ tử hậu hầu hoàng bảo đạo nam nữ lớn nhỏ được thế hòa hẹn ấu nhi những quét trắng lại ở Hồng Trần và tập trước đường đều là đến điều dưỡng tánh biến để đứng sánh đường thanh lối cho người cho quá con đâu được đó bằng đâu có đó có quét đâu có ngập ở Hồng Trần của cầu xin mẫu mua thủ bỏ vời cho con trùng vang chưa qua đạo là nhà quan thế âm ở chưa bình an khắp nơi mà an lành không chúng tới cũng là trong đời sớm đã có rồi đây. Thân về của là phúc hải chữ linh nghiêm vòng lai rõ trình đấy. Bán cho thân cái con này của là đúng 15 nay là của là đỏ tiếp về của là đông hải long cung nha, đừng cho một của là nhiều tiền nha, lai cái đất này để cho tiếp này. Thì bà Khánh xin nói lại là nãy có một bà đưa em ở trong cái đoàn cúng này thì nói là thả chiếc thuyền này là cũng để cầu mong cho mưa thuận gió hòa bão lũ không đến với Việt Nam cũng đến với Nha Trang nha mọi người. Thì đó, cái vị mặc áo màu nâu đỏ đó là vị đó là thực tế là có xác mọi người nhập vô xác để mà cúng mọi người. Đi gì vậy? Cái chút lai khác là gọi là thuyền thỏ là gọi là các cô xin gọi là tử hướng bác hướng và mưu hướng xin về chữ tùng hậu về cha xôi mẫu trưởng mới về cầu xin gọi là nợ sớ cũng là tôn dân lãnh hoàng thiên mẫu thủ. Thì buổi lễ này thực tế hồi nãy là nghe nói là tới 11 giờ khuya thì kết thúc, nhưng thực tế là 11 giờ khuya là coi như là đã dọn dẹp xong rồi mọi người nha. Hồi nãy là bà Khánh tưởng là 11 xong, 11 giờ là cúng xong, nhưng thực tế là người ta nói 11 giờ là coi như là dọn dẹp xong xuôi rồi. Thì giờ bà Khánh biết được là sắp cái buổi lễ này cúng sắp xong rồi, thì bà Khánh sẽ nén lại quay một vài ảnh để cuối cái buổi lễ cúng này để cho mọi người xem. Đây là của là khách lai, đây là của là các con ha, nghiêm dân ha, khách lai ha, nghiêm dân ha, là bỏ hương linh, ta hương linh để trình của là cúng mẫu dục bình và thiêu rồi khách lai thở thiền được là cúng linh trình của là linh thần tôn thần mới về của là thần thủy. Cầm đây giùm mình đây. Cứ bè cái nhanh, hương thu là lãnh lễ đấy cô này, tam hương là rõ trình đấy. Cầu chứng mà là soi nhìn đấy, tiễn điểm bao về, hậu cơi hậu chỗ, bóc hoa cơi đỏ về chỗ. Uống chung lúc đầu để chắc luôn cái lề đồng tiền đồ đó để. Thì nãy giờ bà Khánh cũng không có quay kỹ cái lễ vật cúng mọi người, thì cũng rất là ngạc nhiên. Thì cúng này là cúng đồ mặn nha mọi người, không có cúng đồ chay nha mọi người đó. Bởi vì cúng này là cúng dạng như là cúng thổ thần đất đai, cúng cầu mong cho bão lũ và đừng đi vào, cúng các cô các bác nữa mọi người. Cho nên là cúng mọi người thấy những cái sản vật ở trên những cái mâm này nè, cúng là đồ mặn nha, thịt gà, cá, canh, nói chung là những cái món đồ mặn mọi người. Rồi đồ ăn thức uống ở bên kia là có chè xôi, trái cây rồi mọi người. Đây là cái cô đây, hậu về cũng luôn, là bên này các cô
cầu chư vị này cầu cho các thầy cô là chú đại chúng là chú tai ba nặng chú đại chúng ba đạo có chú chúng là chú đại chúng ba nặng chú đại chúng ba đạo chú việt à thì sao nè chưa? Chúng xíu
kiếm một người lính á, là lên nó kiếm một người lính đi theo á, ca sĩ á anh nhớ biết không, không vụ gì đó, đại khái gì đó. Xa rõ nghe, 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 nhắn lại là không đi. Tai ba đã khỏi, bệnh tật tiêu trừ, khách an lành, nghiệp an lành, dân an lành, và điên an lành, ngồi về điên bắp, thích về điên trực tư lươi, chứng mục rộng. Cung gần xa, cung quậy gần xa, trà ma đồng quân chứng, đàm thành cung kính, khách kính thương anh, rõ dầu, rõ hầu, và rõ thua, rõ cầu, rõ sinh, thanh về cho con tròn, mưa thuận có bà, cầu xin cho con tròn, phá đạo là nhà, phá trung tròn ở, bình an, đặng bình an, bình an có chỗ an nơi. Chuẩn bị thả bè mọi người. À, thấy hai anh xuống anh dò cái đồ sâu. À đúng rồi. Chuẩn bị thả bè nè. Anh xuống anh dò đồ sâu để mà thả bè. À, thì đây nè, bê bè mọi người. À, bê bè để cúng để thả xuống sông mọi người. Đi ngồi xuống thôi, đây lên ngồi bầu, ok, cái này là được nha, được nha. Có đầu luôn, có đầu luôn. Mày đi, không có để
Có thời gian không? Bè là coi như kết thúc cái buổi lễ cúng rồi. Rồi bè trôi rồi. Thì thả như vậy là không biết là nó trôi đi đâu về đâu. Thì muốn trôi đi đâu thì cũng được mọi người ạ. Muốn nó mua đâu lại đi theo. Hy vọng là nó trôi ra biển luôn à. Không biết cái trôi ra biển hay không, mình không thể nào biết được thôi. Đó mọi người thấy cũng xong là thả bè đó, để hy vọng và cầu mong cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, bão lũ được tới với thành phố Nha Trang, đừng có tới đến Việt Nam mọi người. Thả luôn. Cái đó đẹp không em không? Chiếc bè. Cái đó đẹp đúng không? Chiếc bè có trang trí đẹp hết luôn. Vậy. Thì cái nước sông này là nước lợ sẽ đổ ra biển, theo đổ ra biển thường nó sẽ đi ra biển luôn mọi người đó. Đó thì buổi lễ này cũng tương đối xong rồi mọi người. Cô ơi, cho con hỏi gì nè, ý là buổi lễ này là xong chưa cô? Còn cúng đốt giấy nữa mà cô hả? Thì đốt giấy rồi xong á. Ý là sắp xong rồi cô hả? Sắp xong rồi. Để con nén lại xíu đúng không ạ? Dạ. Sắp dạ. Thôi thì nói chung vậy là cái buổi lễ cúng như thế này cũng là tương đối là cũng là xong rồi mọi người ạ. Đó thì cái buổi lễ cúng này cũng sắp xong mọi người ạ. Thì thấy mọi người thấy trên màn hình là người ta đã hạ những cái ngọn nến xuống này mọi người, những cái ly nến xuống đó, hạ xuống đây nè, là chứng tỏ là cái buổi lễ cúng hôm nay sắp sửa xong rồi. Đó. Cúng xong rồi người ta đốt giấy, rồi những cái đồ ăn này nghe nói là sẽ để lại, ai lấy thì lấy nè, ai ăn thì ăn nè, nghe nói gì á. Người ta sắp những cái ly nến vô đây nè, người ta hạ xuống dần mọi người. Chủ lễ với vị bọn áo nâu đỏ là chủ lễ mọi người ạ. Vì đó là nghe nói nãy có chia sẻ là vì đó có được bề trên hộ trì nhập vô để mà cúng mọi người, để mà trụ trì cái buổi lễ cúng mọi người. Đó thì mọi người đốt số đó mọi người, đốt sớ. Đốt sớ là coi như là buổi lễ cúng cũng đã hoàn thiện rồi, 90% mọi người, đốt sớ. Đốt mày, đốt những cái tờ sớ nãy giờ cúng. Đốt sớ là xong rồi mọi người. Thôi bà Khánh xin kết thúc video đây và hẹn quý các bác chị ở một video tiếp theo. Và xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người một buổi tối thật là bình an hạnh phúc bên gia đình.